Đồ Phát Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là cuối buổi tối của ngày 28 tháng 12 năm 2017 và chúng tôi vừa mới kê được cái bộ bàn ghế gỗ cụ Ta Quảng Bình Trọn Vân quận 12 ra. Lúc trước là cái vị trí ở trong góc khuất trong kia toàn bị che lấp cho nên là chưa lôi ra được. Và hiện nay trong cửa hàng chúng tôi là đang còn hai bộ quận 12 Trọn Vân. Trong đó là bộ Trọn Vân nhiều chính là bộ này và bây giờ chỉ bán với giá khuyến mại là 62 triệu. Trong khi đó thì còn một bộ nữa với cái mức độ vân ít hơn thì bán với giá khuyến mại là 52 triệu. Chưa bao giờ Đồ Gỗ Đức Hiền để bán hàng lại giá rẻ như vậy, bởi vì đây là trong cái đợt khuyến mại là trước Tết âm lịch. Còn thì sau Tết âm lịch thì giá gỗ nó đã trở về ổn định bình thường thì chúng tôi cũng lại trở về giá hàng bình thường. Còn lúc này chúng tôi cũng đang mua được gỗ. Nếu như là có thể xuân được nhiều tiền thì chúng tôi sẽ lấy được những cái mẻ gỗ với giá rất là hợp lý. Vì cuối năm thì những cái đơn vị bán gỗ đều phải xả hàng để cho gọn trong vòng một năm. Cho nên nếu chúng tôi huy động đủ tiền để lấy cả kho thì với sẽ được cái giá gỗ rất là hợp lý. Tuy nhiên là không phải sản phẩm nào cũng đưa vào chương trình xả hàng. Trong đó như những bộ này thì có những lúc mà lên cao thì lên đến 65-70 triệu một bộ. Còn lúc này đây bộ này cụ Ta Quảng Bình 100% và vân đẹp. Quý vị nhìn thấy vân vằn vện đây. Đây lại là bàn hộp mà mặt bàn là 70 nhân với 1,4 m. Tôi nhớ mang máng như vậy. Vân rất đẹp. Đây là tại tầng 2 khu A. Nhiều bác cứ hỏi tôi cái bộ gỗ cụ Ta Quảng Bình tầng 2 khu B. Bộ đó thì chúng tôi đã bán về Thái Bình từ năm 2016 rồi. Còn bộ này là năm cuối năm 2010. Chỉ vài ngày nữa thôi thì sẽ nói rằng là 2018. Xin báo cáo lại là hiện nay những bộ cột 12 đang còn ở Đỗ Hiền thì gỗ vụ thì cũng có 3 bộ. Trong đó là có hai bộ gỗ Ta Quảng Bình và đằng sau đây là bộ gỗ vụ Gia Lai Trọn Phân. Vân rất đẹp đối với các bộ vụ Gia Lai và bộ này là 48 triệu. Bộ này tôi đã từng quay rồi. Ngoài ra còn những bộ vụ những cái bộ cột 12 khác như là gỗ cõ đỏ từ 50 55 triệu, gỗ hương 55 triệu, gỗ cẩm lai 55 triệu. Và gỗ mun ta thì là 180 triệu. Tóm lại có rất nhiều mức để quý vị lựa chọn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Xin quý vị liên lạc với tôi theo cái số điện thoại trên màn hình đây. Đây là tầng 2 khu A. Tạm biệt quý vị.